Trò Hồng Xiêm, từ hồi cha trò đau chân, trò bận lắm à? Dạ vâng ạ, đi học về con phải tranh thủ chờ đó thay cha. Hết cách thì con lại bán nước nên con không có thời gian học ạ. Bảo sao bài kiểm tra của trò được có 7 điểm, thế cha trò đỡ chưa? Dạ, cha con đỡ rồi ạ, nhưng chân vẫn sưng lắm ạ. Thôi, cố gắng chăm sóc cha nhá. Dạ vâng thưa thầy. Lần kiểm tra này thầy cũng rất vui, vì lớp ta có nhiều bạn tiến bộ. Kỳ trước chỉ được 5, 6, kỳ này đã lên đến 7, 8. Cao điểm nhất lớp ta hôm nay là bạn Xoài, được 9 điểm. Wow! Con được 9, 9 điểm ấy ạ? Đúng thế. Ôi, không thể tin được, lần này mình phải về bắt cha thưởng mới được. Ôi, có phải Xoài mọi khi không đấy? Ngưỡng mộ thế nhở? Sao nó bỗng dưng giỏi đột xuất thế nhở? Không biết nó ăn phải cái gì mà xuất thần thế. Cả lớp trật tự, thầy đã quyết định kỳ thi chọn học trò giỏi tỉnh lần này, thầy sẽ cử cho Xoài đi thi. Xoài, đây là cơ hội lớn, trò cố gắng nhá. Vâng ạ. Ui, thế này phải khao to thôi Xoài ạ. Đúng đấy, tớ phải nghĩ xem món gì ngon ngon mới xứng đáng. Kìa, Xoài, sao mặt cứ đần ra thế? Tại tớ bất ngờ quá. Với lại lần đầu được chọn nên chưa thấy tự tin lắm ấy mà. Ôi, đây là cơ hội tốt mà, cậu tự tin lên. Đúng rồi, cậu phải tin vào bản thân mình chứ. Thôi, đâm lao thì phải theo lao vậy. Cứ tận hưởng cái sự sung sướng này đi cái đã. Các cậu đâu? Quán chè thẳng tiến. Nay tớ bao cả lớp. Ôi, tuyệt. Tớ phải ăn 2 cốc đấy nhá, chẳng mấy khi được Xoài bao. Tin vui này, mình phải khoe đi khắp làng mới được. Cho chừa mồm mấy con mụ bảo cả nhà mình học dốt. Nhà phú ông giàu ú ụ, có cậu con trai thành tích học tập xuất sắc, được chọn đi thi tỉnh. Nghĩ đã thấy tên tuổi lên một tầm cao mới rồi. Từ giờ, mình có thể vênh mặt lên với đời được rồi. Bà Bẹo đấy à, bà đi đâu đấy? Chào phú ông, tôi đi mua ít rau ấy mà. Thế à, thế dạo này quán xá buôn bán có được không? Vẫn bình thường, mà sao này phú ông lại hỏi tôi thế? Thì tôi hỏi thôi mà. Lâu lắm mới có ngày rảnh rỗi đi hỏi thăm làng xóm ấy. Tôi thấy hôm nào ông chẳng rảnh, hết lê la chơi cờ, xong lại đi xem chọi gà. Không xem chọi gà thì lại đi hóng hớt tổ tôm. Bà cứ nói luyên thuyên, toàn đi công chuyện cả đấy. Bà không biết thôi, chứ nhà giàu cũng đau đầu lắm, hết việc nọ đến việc kia. À vâng, thế tôi đi nhá, chào ông. Ây, từ từ. Làng xóm lâu lâu mới hỏi han nhau mà bà vội vàng thế. Mà thằng Mít Mật nhà bà dạo này học hành sao rồi? Thằng Mít Mật à? Nó vẫn học bình thường. Thì bình thường là đúng rồi. Con bà bán quán, ăn học dốt thì có gì lạ đâu. Hả? Ông nói cái gì? Thằng Xoài nhà ông thì học giỏi lắm đấy à? Ở đấy mà chê người nhá. Tưởng hỏi thăm nhau tử tế, hóa ra là ông muốn gây sự à? Ấy ấy, tôi chỉ nói thật thôi mà. Bà làm gì mà nóng thế? Không nóng sao được. Con tôi dốt kệ tôi, còn cái thận ông ấy, ông lo cho thằng Xoài nhà ông đi. Nó học dốt cũng ngang ngửa thằng Mít Mật nhà tôi đấy. Đấy là chuyện xưa rồi nhá. Thằng Xoài nhà tôi có lúc nó ham chơi thật, nhưng mà nó tập trung chăm chỉ học lại một cái thì có mà thần đồng còn phải xách dép cho nó nhá. Thằng Mít Mật nhà bà thì làm gì có tuổi. Giời ơi, nói là việc của mồm đấy, cứ kết quả học tập bao lâu nay thằng Xoài nhà ông nó xếp thứ mấy ở cái lớp thầy đồ, tập với chẳng chung. Thế thì bà lại chưa biết rồi. Không muốn khoe đâu, nhưng mà tiện đây tôi cũng nói luôn cho mà biết. Thằng Xoài nhà tôi vừa rồi điểm thi cao nhất lớp, được thầy đồ chọn đi thi học trò giỏi trên tỉnh đấy. Còn thằng Mít Mật ấy, thì lại điểm kém thấp nhất lớp, suýt thì đúp. Hả?
nói thật đi chứ. Sao chưa thấy thằng Mít Mật báo cáo gì với tôi nhỉ? Thì nó điểm kém nên nó chưa dám báo chứ sao. Mà con tôi điểm kém tôi cũng quen rồi, cũng không có gì ngạc nhiên cả. Nhưng mà thằng Xoài nhà ông ấy, mà được đi thi học trò giỏi thì tôi đi đầu xuống đất. Thế mà sự thật nó thế đấy. Không tin á, bà cứ hỏi thằng Mít Mật nhà bà thì biết. Có chuyện đó thật à? Mà này, giờ mới nhớ ra, ngày mai là tròn một tháng bà vay tiền tôi rồi đấy. Thu xếp trả đúng hạn nhá, không là tôi lấy lãi gấp đôi đấy. Đúng rồi, suýt quên. Có chuyện này tôi muốn trình bày với ông. Chẳng là 10 đồng trả cho ông tôi gom đủ rồi, mà hôm kia nhà lão thuyền trài sang vay. Khổ thân cảnh gà trống nuôi con, cha thì đau chân, thằng Hồng Xiêm phải vay tiền chữa trị khắp nơi, cũng hoàn cảnh lắm. Thì sao? Thì tôi cho cha con lão ấy vay 10 đồng rồi, nên mai tôi chưa có tiền trả. Xin ông cho tôi khất vài ngày nữa nhá. Tôi không biết, ai vay thì người ấy trả, cứ đúng giao kèo mà thực hiện. Nhưng mà bây giờ tôi hết tiền rồi, thử thử cho tôi ít bữa nhá. Lão thuyền trài vay tiền à? Hay lắm, mình phải sáng khịa mới được. Không nói nhiều, ngày mai cha con ngươi phải thu xếp trả 10 đồng cho ta. Dạ, xin phú ông thương tình cho nhà cháu ạ. Chẳng may mới ra cơ sự này, chứ trước giờ nhà cháu vẫn trả nợ đúng hẹn ạ. Thì đúng hẹn là ngày mai nhà bà Béo phải trả tiền cho ta mà. Giờ bà ấy khất nợ sang cho nhà ngươi thì cha con ngươi phải trả. Dạ, xin phú ông thương tình, vài hôm nữa tôi sẽ... Thôi thôi, không có lôi thôi, đúng mai là mai. Ta giàu nhưng không dễ dãi nhá. Dạ thưa ông. Mà Hồng Xiêm này, thời của ngươi hết rồi. Nghe nói đợt rồi ngươi trượt xuất thi học trò giỏi đúng không? Trượt là đúng. Thằng Xoài nhà ta thông minh sáng láng, chắc chắn là phải hơn ngươi rồi. À vâng, đúng rồi ạ. Xoài nhà ông dạo này học tiến bộ lắm, sắp đuổi kịp cháu rồi. Kịp là kịp thế nào? Nó hơn ngươi là rõ. Mà thôi, ta phải về bồi bổ đốc thúc nó học hành. Đúng rồi, tối mai ta sang đòi tiền. Ôi phú ông ơi, ông niệm tình của người làng xóm với nhau, tôi... Thôi, câu này tao nghe quen lắm rồi, mòn cái lỗ tai rồi. Các ngươi lúc nào cũng kể nghèo kể khổ rồi lại quy tiền ta. Mai mà không trả, ta lôi cho con ngươi lên quan. Ôi, xin ông thư thư cho nhà tôi vài ngày nữa thôi ạ. Nó là chuyện tiền nong thôi, xin ông đừng lôi lên quan ạ. Không được. Cha con người cứ chuẩn bị tinh thần đi. Phú ông thường ngày đã quái ác, nay biết tin Xoài được chọn lên tỉnh đi thi thì lại càng được đà hống hách, lấy cớ sang đòi nợ, vừa là để gây khó dễ cho cha mình, vừa là để lên mặt với mình. Chẳng mấy khi ông ấy có được cảm giác chiến thắng mình mà. Mình thua kém một chút thì cũng chẳng sao, nhưng còn cha thì... Làm thế nào giúp cha bây giờ nhỉ? Ông ơi, chuyến này mình lên tỉnh là để nhập lô lụa mới phải không ông? Lúc sáng, Hồng Xiêm có ghé qua nhà. Thấy em nó bảo hôm nay có thể mưa lớn về chiều, nên ông con mình tranh thủ đi sớm về sớm, kẻo hỏng hàng mất ông ạ. Có chắc không? Trời đang trong xanh nắng vàng thế này cơ mà. Con không rõ, chỉ thấy Hồng Xiêm nói vậy. Con đã đem theo đồ để phủ lên vải khi cần rồi, nhưng nếu mưa to quá, e là vẫn bị ảnh hưởng. Quỷ Hồng Xiêm sao cái gì nó cũng biết thế nhỉ? Vậy hả? Thôi được rồi, biết rồi, đi chóng về chóng. Ông Năm ơi, lao động chăm chỉ vào nhé. Biết rồi. Gánh dưa ra chợ bán hả? Vâng. Kìa, cẩn thận. Cái gì đấy? Cái gì mà cẩn thận đây? Ui chết tôi. Ông ơi, mình dừng xe giúp anh kia nhá. Đừng có mà lo chuyện bao đồng, ta không có rảnh. Nhanh dừng xe lại. Ôi cái đầu của tôi. Có làm sao không? Sao lớn tướng rồi mà cứ hậu đậu thế hả? Nhà chẳng có gì ngoài hậu đậu và tốt bụng ạ. Lại để ông Năm chê cười rồi.
Anh gì ơi, không sao chứ? Tôi không sao đâu. Dưa hấu lăn hết cả ra đường rồi, tôi nhặt giúp anh trên này nhá. Được, vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Tôi đi nhặt dưa dưới này đã. Ấy, để nhầm chỗ rồi nô. Ý ông là sao ạ? Con không hiểu. Sao nhà ngươi ở với ta bao nhiêu năm mà vẫn ngốc thế hả nô? Không thấy là thằng nông dân kia đang mải nhặt dưa rớt dưới ruộng à? Vâng, vậy thì anh ấy mới nhờ mình nhặt dưa trên đường này mà ông. Có câu đục nước béo cò không biết à? Phải biết vận dụng lời dạy của cha ông. Quả dưa này để lên xe cho ta, với cả lấy thêm quả nữa cho nó chẵn. Ấy, không được đâu ông. Dưa này đâu phải là của mình. Với cả, ông bà đâu có đúc kết câu đục nước béo cò để dạy mình làm cái việc này. Ngươi thì biết cái gì? Không phải của mình mới để lên xe. Nhanh cái tay lên, kẻo người ta lại nhìn thấy. Nhưng như vậy có khác gì ăn trộm đâu ông. Hay là mình bỏ tiền ra mua, nếu mà ông thích ăn dưa hấu này ấy. Nhà mình có đầy tiền mà. Ta nói để lên xe là để lên xe. Tiền của ông được mua lụa mua là rồi. Có muốn tháng này cắt tiền công không mà lắm lời thế hả? Nhưng con thấy thế là sai lắm ạ. Sai thì cả ông đây cũng thành đúng nhá. Muốn cãi nữa không? Ta đánh cho bây giờ. Dạ không ạ. Ê chà chà, dưa hấu nhà này không ngờ ngon đáo để, ngọt nước lắm đấy nô. Có chắc là không muốn ăn thử một miếng không? Con không ăn đâu ạ, ông cứ ăn hết đi ạ. Có phải nhà ngươi vẫn trách ta chuyện lấy hai quả dưa hấu không? Con không dám ạ. Còn nói không dám ạ, nghe cái giọng điệu nhà ngươi mà xem. Để ta nói cho mà nghe, nhà nó bán dưa hấu bớt hai quả cũng chẳng thấm vào đâu. Mà coi như đây là tiền công ngươi nhặt dưa hấu giúp nó, xong phẳng, chẳng ai cho không ai cái gì. Nhưng như vậy là lợi dụng lúc người khác không để ý để chiếm đoạt tài sản của người ta thưa ông. Im mồm, ta đây chẳng thiếu tài sản để phải cướp hai quả dưa hấu của nhà nó nhá. Được ta ăn cho là phúc nhà nó rồi. Không ăn thì thôi, ta xử tất, ví của rời, nẫu ruột. Ê chà chà, ngon đáo để. Cái gì đây? Bánh xe sao phải hố sình rồi ông ơi? Vậy nhanh đánh xe ra khỏi hố sình đi. Tại mình lấy trộm dưa hấu của nhà anh kia nên giờ gặp quả báo đấy. Bố láo bố toét, quả báo gì? Cho ăn lắm mà chỉ thấy tốn cơm hại gạo nhà ông. Nhanh kéo xe ra khỏi hố đi, còn về kéo muộn, lại mắc mưa. Quất mạnh nữa lên, con ngựa lười biếng này. Ông nuôi cả năm, giờ là lúc mày đáp ơn rồi đấy. Quỳ quá, có khi trời sắp mưa to thật đấy ông ạ. Mà xe vẫn không nhúc nhích được. Vậy phải làm sao? Giờ phải giảm trọng lượng của xe. Ông xuống xe một lúc để con thử xem có đưa được xe ra khỏi hố không. Không được rồi ông ơi, hàng nặng quá, vẫn không thoát ra được. Để ta đẩy phía sau, nghe hiệu lệnh thì nhà ngươi đánh xe tiến lên, quyết không để hỏng lô lụa tốt của ta. Vâng ạ. Chuẩn bị, 1, 2, 3, đấy. Để con giúp nữa. Mạnh nữa lên nào. 1, 2, 3, đấy. Thoát rồi ông ơi. May quá, xuất hiện đúng lúc để giúp được hai người. Cảm ơn cậu, mà sao tôi thấy cậu trông quen quen nhỉ? Gặp ở đâu rồi thì phải. Sáng nay vừa gặp đấy ông, con chính là anh bán dưa hấu. Được ông và anh đây nhặt hộ dưa vào thúng, lúc ngã ấy ạ. Dưa hấu lăn hết cả ra đường rồi, tôi nhặt giúp anh trên này nhá.
Được, vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Tôi đi nhặt dưa dưới này đã. Ấy, để nhầm chỗ rồi nô. Ý ông là sao ạ? Con không hiểu. Sao nhà ngươi ở với ta bao nhiêu năm mà vẫn ngốc thế hả nô? Không thấy là thằng nông dân kia đang mải nhặt dưa rớt dưới ruộng à? Vâng, vậy thì anh ấy mới nhờ mình nhặt dưa trên đường này mà ông. Có câu đục nước béo cò không biết à? Phải biết vận dụng lời dạy của cha ông. Quả dưa này để lên xe cho ta, với cả lấy thêm quả nữa cho nó chẵn. À thế à, bảo sao, có duyên quá. Sáng nay, ông và anh đây đi nhanh quá, còn chưa kịp cảm ơn hai người đã nhặt dưa giúp. À, thì không có gì đâu, việc nên làm thôi em à, không cần phải khách sáo. Dạ rồi. Con đang tiếc, không biết có gặp lại được ông và anh đây không để cảm ơn. May mà bây giờ gặp lại rồi, con còn hai quả dưa hấu, xin biếu ông và anh đây. Thôi, không phải tặng, ta không lấy đâu. Ta không nhận đâu, vì ta đã lấy từ đời nào rồi cơ. Hay là ông cứ nhận cho anh ấy vui. Đúng đấy ạ, dưa hấu nhà con trồng ngọt lắm, hai người cứ nhận cho con vui, ông nhé. Ờ, thế tại ta cũng không thích ăn dưa hấu lắm. Thì ông có thể mang về làm quà cho người nhà. Ừ, nhưng ta cũng không biết người nhà ta có thích ăn dưa hấu hay không. Con cam đoan, dưa nhà con trồng rất sạch và ngon, đảm bảo ai ăn cũng sẽ thích. Con nghĩ kiểu gì bà hai và cậu xoài cũng thích đấy ạ. Ông nhận đi nhé, anh nô, hay là anh nhận hộ ông. Thôi, sáng nay chúng tôi đã tự tiện lấy hai quả rồi, bây giờ không nhận thêm được nữa, tôi áy náy lắm. Tôi biết. Biết á? Biết mà còn giúp ta đẩy xe, lại còn tặng thêm dưa hấu là sao? Sáng nay, ông lấy là vì thích, coi như công ông và anh nhặt giúp con. Còn bây giờ là con biếu ông, để cảm ơn tấm lòng của hai người. Khác nhau mà, nhà chúng con tuy nghèo, tiền không có, nhưng dưa hấu thì không thiếu ông ạ. Ta không biết nói gì nữa. Bây giờ thế này, nếu ông vẫn ngại, thì vì trời có vẻ sắp mưa, mà con cũng đi về phía này. Ông cho con đi nhờ một đoạn, như vậy ai cũng được cho, nhận cả, rất công bằng. Ông thấy sao? Ờ, được, cậu chồng nghèo mà hào phóng quá. Con chỉ được cái nghèo và hào phóng thôi ạ. Vậy ta đi nhanh thôi ông ơi. Đố các cậu bắt được tớ đấy. Bắt được tớ á, tớ cho 10 cái kẹo. Xoài coi nhớ đấy nhá, không có kẹo thì ăn đòn với tớ đấy. Chưa bắt được mà đã đòi kẹo rồi à? Bắt đi, nặng mông như cậu á, làm sao mà chạy nhanh bằng tớ chứ. À, dám chê tớ à? Được rồi, để xem ai chạy nhanh hơn ai. Các cậu ơi, hết giờ giải lao rồi, mau vào học đi. Ui da, sao đang chạy tự nhiên lại dừng lại thế? Làm tớ đâm vào cả lưng cậu rồi đây này. Thì hết giờ chơi rồi mà, ai bảo cậu cứ cắm cổ chạy không chịu nhìn làm gì? Đáng đời. Thôi, mau vào học đi, không thầy lại phạt cho bây giờ. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các trò vào ngày mai nhé. Vâng ạ. Tiền, tiền đâu mất rồi? Tiền của mình đâu mất rồi? Mất tiền rồi. Xoài, cậu làm sao thế? Tớ bị mất tiền. Mất tiền á? Mất lúc nào? Có nhiều không? Có chuyện gì mà các trò ầm ĩ lên thế? Dạ thưa thầy, trò bị mất tiền ạ. Mất tiền á? Tiền ở đâu? Sao lại mất? Sáng nay, cha trò có đưa 3 đồng để đến nộp tiền học cho thầy. Trò định cuối giờ mới nộp, thế mà giờ mở ra đã không thấy đâu rồi. Trò thử nhớ kỹ lại xem có làm rơi ở đâu không. Trò có mang đi đâu đâu mà rơi được ạ. Trò chỉ để trong túi đựng sách này thôi. Rõ ràng trước lúc giải lao vẫn còn, mà bây giờ lại mất rồi. Thế thì chắc chắn là có kẻ trộm rồi. Eo ơi sợ thế, trộm nào mà vào tận lớp để lấy được chứ. Cậu nhớ có đúng không đấy? Liệu có mang ra ngoài rồi trong lúc đuổi nhau với mít mật bị rơi không? Chứ nhà thầy đồ làm sao có trộm được. Tớ nhớ mà, không nhầm đâu.
Nếu thế thì kẻ trộm chắc chắn ở trong lớp này thôi. Hả? Kẻ trộm ở trong lớp này á? Rất có thể. Trong lúc mọi người giải lao đi ra khỏi lớp, tên này đã lén lút vào lớp lấy trộm. Hình như mình biết người lấy trộm tiền của Xoài là ai rồi. Nếu như thế, xin thầy khám túi mọi người đi ạ. Nếu như vừa mới lấy lúc giải lao thôi thì chưa kịp phi tang đâu. Mít mật nói có lý đấy. Nhưng tiền nào chẳng giống nhau. Biết đâu trong lớp chúng ta cũng có người mang theo đúng số tiền ấy thì sao? Ờ, đúng rồi nhở. Tiền của tớ lúc nào cũng có dấu vết riêng. Cha tớ cẩn thận lắm. Trước khi đưa tiền cho tớ, ông đã đánh dấu bằng cách mỗi đồng quét một dấu sơn đỏ. Chỉ cần thấy là tớ nhận ra ngay. Thế thì tốt rồi. Như vậy á, kẻ trộm hết đường chối cãi. Thầy ơi, thầy mau cho khám túi của mọi người đi ạ. Nhất định phải tìm ra kẻ đã lấy trộm tiền của Xoài. Không được. Bây giờ mà làm như thế thì học trò kia còn mặt mũi nào mà gặp các bạn nữa. Mang tiếng là kẻ trộm cắp, tương lai rồi sẽ đi về đâu? Cả lớp, trật tự. Thầy ơi, thầy cho khám túi đi ạ. Trò mà mất số tiền đó, cha trò sẽ đánh trò chết mất. Thầy sẽ không xét túi của các trò đâu. Ơ, sao lại thế ạ? Không làm thế thì làm sao biết được ai là kẻ trộm ạ? Các trò nói linh tinh gì vậy? Trong lớp chúng ta thì làm gì có kẻ trộm chứ? Ta tin tất cả các trò ngồi đây không ai làm chuyện đó. Bởi vì các trò là học trò của ta và đều là những trò ngoan cả. Thế còn tiền của trò thì sao ạ? Chắc trò làm rơi ở quanh nhà nhưng không nhớ đấy thôi. Các trò cứ về đi, ta hứa sẽ tìm giúp cho trò trong hôm nay. Thôi, thầy đã nói thế rồi thì mọi người mau về đi. Tớ cũng tin là thầy sẽ tìm lại được tiền cho Xoài thôi. Lớp mình ai cũng ngoan cả, làm gì có ai ăn trộm chứ. Ừ, thôi về đi. Chắc là thế thôi, chứ nếu có thật thì sợ lắm. Ai mà dám chơi với kẻ đó chứ. Thầy ơi. Xỉu đấy à, trò chưa về sao? Dạ, trò xin lỗi thầy. Thầy hãy trả lại tiền cho Xoài giúp trò với ạ. Trò đã hiểu rồi sao? Không uổng công ta đặt cược ván này. Thầy đã biết trò lấy tiền của Xoài nên cố tình phản đối việc khám túi, đúng không ạ? Đúng vậy. Sau khi nghe Xoài nói về chuyện mất tiền, ta chợt nhớ là lúc giải lao đã nhìn thấy trò lén lút chạy vào lớp học. Hơn nữa, khi nhắc đến chuyện xét túi, ai nấy đều hào hứng. Chỉ có trò là lo sợ không dám ý kiến. Vậy nên ta càng dám chắc trò là người lấy tiền. Dạ, con xin lỗi thầy ạ. Con chót dại, xin thầy tha thứ cho con ạ. Ta phản đối việc khám túi là muốn cho con một cơ hội để sửa sai lỗi lầm. Bởi một khi sự việc này bại lộ, con sẽ mang tiếng là ăn trộm, là kẻ cắp. Mọi người sẽ xa lánh con còn ngẩng mặt lên nhìn ai được nữa. Rất may là con đã kịp thời hiểu ra và quay lại đây. Nhưng nếu không có Hồng Xiêm nói thì con cũng không nhận ra sớm thế đâu ạ. Hồng Xiêm à? Nó cũng biết chuyện sao? Vừa rời khỏi nhà thầy được một đoạn thì Hồng Xiêm đuổi theo con. Cậu ấy nói rằng thầy đã biết chuyện con lấy tiền của Xoài, nhưng không muốn tố giác con mà để con tự nguyện và khuyên con quay lại ạ. Quả nhiên đúng như lời cậu ấy nói. Thằng bé Hồng Xiêm này, xem ra nó cũng tinh ý y như thầy nó vậy. Con biết sai rồi. Từ nay con sẽ không làm vậy nữa. Thầy và Hồng Xiêm đã giúp con tỉnh ngộ rồi ạ. Biết thế là tốt rồi. Thầy hy vọng hôm nay sẽ là một bài học đáng nhớ đối với con. Thôi về đi. Lát nữa thầy sẽ mang tiền sang trả lại cho Xoài giúp con. Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Nhớ là cơ hội chỉ có một lần duy nhất, không có lần thứ hai đâu. Dạ, con biết rồi, thưa thầy. Chào bà chủ quán.
Hôm nay bà chủ gia đình cũng lễ thế này thì bao nhiêu lộc lá cứ gọi là như nước đổ chỗ trũng nhỉ. Được thế thì còn gì bằng. Tháng này buôn bán ế ẩm đây. Thế chú cũng gia đình à? Vâng, tôi cũng đi lễ. Chú không mang đồ cúng à? Tôi thường xuyên gia đình nên bình thường thì tôi chỉ gia đình khấn chay thôi. Chỉ những ngày rằm mùng 1 tôi mới sắm lễ. Chào anh chị nhá. Chú Ất hôm nay cũng gia đình cầu lộc à? Vợ em bị ốm hơn tuần nay, uống thuốc mà chưa đỡ. Em ra đây lễ, mong các ngài phù hộ cho. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay trời âm u như sắp mưa ấy. Thôi chết, nhà đang phơi ít bánh phở, mưa xuống thì hỏng hết. Phải vào xin lộc rồi về thôi. Tôi cũng phải về trước đây, trời sắp mưa rồi, nhà bao việc. Vâng vâng, anh Dần về nhá. Ờ, chú Ất, chú Dần, có ai lấy quan tiền của tôi ở trên mâm lễ không? Chị xem lại đi, chứ ở đây chỗ linh thiêng, ai dám lấy? Sao phải xem lại? Mới lúc trước tôi có để đồng tiền trong mâm lễ. Vừa thắp hương đi ra, ở trong đó chỉ có hai người, mà đồng tiền của tôi không cánh mà bay. Người nào lấy thì mau trả lại, không thì đừng có trách bà ác. Em khấn xong rồi ra luôn, không biết lễ của chị có gì, em thề đấy. Tôi và anh Ất đây cùng ra, tôi cũng không biết mâm lễ của chị có gì. Thế các người bảo bà vu oan cho các người phải không? Hai người định cấu kết để lấy tiền của bà, không xong với bà đâu nhá. Em thề là em không biết gì về tiền của chị mà. Không thề thốt gì hết, thề cá chê chui ống, cái cống to bằng cái ống. Các người khôn hồn thì trả tiền ra đây, không ta báo quan. Bà chị xem lại xem có quên ở đâu không, chứ chúng tôi không lấy đâu. Vậy thì cùng đến phủ quan thôi. Các bạn ơi, hình như có vụ gì ở làng mình ấy, chúng mình đi xem đi. Ờ, chúng ta cùng đi xem sao. Mẹ mít mật kia. Có việc gì mà các người làm ấm phù của ta lên thế? Dạ bẩm lý trưởng, tôi đi lễ đình có đặt một đồng tiền trong mâm lễ. Lúc đó chỉ có tôi và hai người này ở đó. Vậy mà mâm lễ của tôi bị mất tiền ạ. Hai tên kia, ai lấy tiền của người ta thì mau khai ra, lý trưởng đây sẽ khoan hồng. Bẩm lý trưởng, tôi không lấy ạ. Dạ bẩm cụ lý, tôi cũng vô tội ạ. Hai người vẫn ngoan cố à? Được rồi, ta mà tìm ra thì đừng có trách. Mau móc hết tiền ra cho ta xem. Chị hãy xem đồng tiền nào là của chị. Dạ bẩm lý trưởng, đồng nào cũng giống nhau, tôi không phân biệt được ạ. Hôm nay tạm thời xử đến đây, mai sẽ xử tiếp. Ngươi đâu? Nhốt hai đứa nó vào. Dạ thưa lý trưởng, cho tôi về, tôi còn vợ ốm nặng ở nhà. Không xin xò gì hết. Ngươi đâu? Đưa họ vào. Dạ bẩm lý trưởng, con có cách phá án ạ. Ngươi có cách gì nói thử xem. Mai cũng cứ cho mọi người ra đình xử. Được, được, hay lắm. Hôm qua ta được Đức Thanh Hoàng báo mộng, hôm nay ngài sẽ chỉ cho ta biết ngươi nào lấy trộm. Thế nào hai người, đã suy nghĩ lại chưa? Đứa nào lấy thì mau khai ra. Không, tôi không lấy. Không, tôi không lấy. Không ai nhận. Được, thì ta sẽ truyền đạt ý của Đức Thanh Hoàng. Ngài bán cho ta một viên đá thần, chỉ cần ai sờ vào, kẻ nào bị đánh ngã, tức kẻ đó là trộm. Lính đâu? Các ngươi hãy vào mang đá ra đây để cho hai người này sờ vào. Đá thần này không được nhìn trực tiếp nên đã được che bởi một cái hộp. Các ngươi sờ đá thì phải thò tay qua cái lỗ nhỏ ở hộp kia,
Rõ chưa? Dạ vâng ạ. Dạ. Hai người, bây giờ lần lượt lên sớ vào viên đá kia. Sao lại không có người nào ngã? Sao lại vô lý thế được? Bình tĩnh xem nào. Hồng Xiêm, kiểm tra cho ta. Bây giờ hai anh đưa tay cho tôi kiểm tra. Đây là kẻ trộm. Đừng có vu oan cho ta. Ngươi dựa vào đâu mà bảo ta ăn trộm? Viên đá kia chỉ là hòn đá đã quét phẩm màu, chẳng phải đá thần gì cả. Do anh là kẻ trộm nên mới không dám sờ vào đá. Vì thế mà tay anh vẫn sạch. Đúng thế, chẳng có giấc mơ nào cả. Tất cả chỉ là một bãi mẹo thôi. Kẻ có tội luôn giật mình. Đến giờ còn chưa chịu nhận tội. Tôi có tội. Tôi xin nhận ạ.